ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân bên cạnh lọc những bóng quân. Năm này chắc gặp tình quân. Hiệu cũng như là chia sẻ với các bác một đôi loa đến từ Pháp các bác nhé, loa cà bát của Pháp, thùng lạng nu và được lạng cả trong cả ngoài, thùng zin hãng rất là cẩn thận. Và đây là một cặp loa đắt tiền đến từ hãng cà bát, sản xuất vào những năm 97 với cấu hình là một bát 16 cm, củ rất là gấu, nam châm lớn, đánh tiếng hay, có lỗ thông hơi đằng trước và đầy đủ ê căng, cũng như là một đôi chép, phải nói là chép high end rồi, xứng tầm trên những cái đôi loa đắt tiền, cao cấp các bác ạ. Củ loa cũng rất là gấu. Và các bác có thể hiểu rằng là tại sao mà hãng người ta lại sử dụng thùng gỗ nu, lạng nu như thế này. Và một cái thùng gỗ được lạng nu có cái giá thành rất là cao và đắt tiền các bác nhé. Nếu để bình thường đặt một cái thùng này như em làm hoặc là mọi người làm, có lẽ là chắc cũng không dưới từ 4 đến 6 triệu cho một cặp thùng không đâu. À, vì gỗ nu tùy vào chất liệu gỗ thì gỗ rất là đắt, lạng rất là đắt, mà thùng zin nên là cái cốt gỗ bên trong cũng rất ok. Ở đây đủ ế căng cũng như rằng là tem loa, loa cà bát, và hãng họ trang bị rất là cẩn thận kỹ càng. Em Hồng Anh đã tháo xem từ trong ra ngoài rồi, kể cả từ phân tần này, từ những cái mối hàn hay từ những cái cọc bắt, cọc loa, từng những con vít đều rất là cẩn thận, chuẩn chỉ, vít lục giác. Củ bát cũng rất là lớn và đều dập chữ ở trên củ loa, biểu tượng cà bát này, biểu tượng cà bát cũng như số series của gân, gân cao su, màng thì màng lông chuột, các bác có thể nhìn. Cơ bản thì về hình thức bên ngoài thì rất là đẹp, các bác có thể thấy đẹp từ trong ra ngoài với cái lớp lạng nu rất là chất lượng. Và bên trong thùng cũng được lạng gỗ luôn. Và nói là hãng họ khá là đầu tư. Thùng này có cái kích thước là cao 40 cm, sâu 27,5 và là rộng rộng 22 cm các bác nhé. Cơ bản thì thùng nhìn cũng khá là nhỡ cỡ, chứ cũng không bé hẳn đâu. Nên là việc bày biện cũng như là trình diễn cũng rất là tốt. Thật sự rằng là âm thanh của đôi loa này rất là hay, đặc biệt là tiếng chép. Tiếng chép phải nói là xứng tầm high end luôn. Cá nhân em Hồng Anh nghe cảm thấy rất là ấn tượng, và đặc biệt là rất dễ ghép đồ nhé. Em Hồng Anh ghép với lại một con Obliga Brio đã cảm thấy rất là thoải mái và đủ để có thể chơi được cho đôi loa này rồi. Hàng Pháp chuẩn xịn. Đây là cái cọc loa, cọc loa rất là đắt tiền nha. Cọc loa rất là đắt, cũng như là phần thân gấu. Thật sự rằng là từng cái bộ phận nhỏ lẻ ở trong cái đôi thùng loa này thôi đã rất là giá trị và đáng nhiều tiền rồi. Ví dụ như một bộ cọc cổ như thế này không chịu 62 triệu thì cũng vẫn rất là hợp lý cho một bộ cọc tốt. Cọc Pháp xịn. Cái đời này bình thường giá ở thị trường loanh quanh tầm khoảng 13-14 triệu. Đặc biệt là đời MK2, giống hệt chỉ khác mỗi con bát thôi, thị trường bây giờ đang bán gần 20 triệu. Em Hồng Anh bán thành lý cho các bác chơi. Lý do là loa thì rất là chuẩn chỉ, nghe thì ngon rồi. Zin thì vẫn đảm bảo là zin, không có đụng chạm gì, em Hồng Anh đã kiểm tra qua. Nhưng mà chủ trước thì họ chơi thì không rõ như thế nào. Có thể là thợ loa họ giải thích cho em là khi mà bật nút công tắc bật nút công tắc nguồn thì là nó bị dập một phát.
khiến đến là cái màng này nó bị cái phần gốc ở phía dưới ấy, nó bị yếu. À, chút nữa em sẽ tháo ra cũng như cho các bác xem phía bên trong. À, bởi vậy là đã được ra thợ, họ đã gia cố một lớp keo, họ bôi thêm một lớp keo để cho nó cứng màng hơn thôi, một đoạn ngắn thôi. À, còn lại tất cả không đụng chạm gì, chuẩn chỉ từ A đến Z. Nhưng cũng bởi vì lý do đó thì mọi trách nhiệm thì em Hồng Anh sẽ chịu trách nhiệm, cũng như rằng là các bác sẽ được chơi với mức giá tốt để trải nghiệm cho đôi loa này. Em chia sẻ các bác chơi với giá thanh lý là 8.800.000 nhé. Giá này thì cũng rẻ hơn so với bình thường từ 4-5 triệu trở lên rồi, cũng là một mức giá rất là tốt. Nếu mà tháo từng bộ phận này ra thì có lẽ là cũng bán hơn cái mức giá đó, nhưng mà em bán cho nhanh gọn. Bác nào cần chơi thì liên hệ với em Hồng Anh, đảm bảo là mọi cái trải nghiệm như ban đầu, như bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Và thật ra thì với nhiều thợ loa khác, họ cũng sẽ không nói cho các bác biết đâu, hoặc là họ sẽ bôi đều cho cả hai bên. Thật ra thì em Hồng Anh không làm cái trò đó, cũng như rằng là trên tinh thần rằng là có sao nói vậy, mọi thứ được chuẩn chỉ, tạo một cái uy tín lâu dài để anh em có thể yên tâm. Các bác có thể lựa tin tưởng dù có thể ở xa em Hồng Anh, và giá trên là giá báo công khai và đã cân đối rồi. Nếu mà các bác ở xa thì việc vận chuyển cái thùng loa này cũng khá là kỹ, và phải bọc thùng xốp, xốp nổ các thứ cẩn thận. Bởi vậy rằng là giá cũng không giảm thêm được. Các bác cảm thấy hợp lý và phù hợp thì liên hệ với em Hồng Anh để lựa chơi nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Mời các bác cùng nhau nghe nhạc và cảm nhận xem những lời em Hồng Anh nói có đúng không. Với một bộ phối ghép rất là đơn giản, một con âm ly hiện nay chưa đến 10 triệu, một đôi loa cũng chưa đến 10 triệu, nhưng mà khẳng định rằng là chất âm xứng tầm ở trong tầm tiền. Hay xuất sắc các bác nhé. Trung âm rộng rãi, các cái nốt nhạc cảm giác như nó chi tiết tách bạch rõ ràng hơn rất nhiều mà những cái đôi loa bình thường khác không thể làm được đâu. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi đồng hành. Đôi loa khá là nặng các bác nhé, trông vậy thôi nhưng rất là nặng. Mọi thông tin liên hệ với em Hồng Anh qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Đây là chép của con cá bát Pháp, chép rất khủng. Đặc biệt rằng là tiếng chép rất là hay, xứng tầm với lại những cái loa cao cấp đắt tiền rồi. Các bác có thể nhìn. Thường những đôi hai đường tiếng như thế này thì họ làm rất là gấu và rất là kỹ. Các bác, ở trên tinh thần là em Hồng Anh luôn muốn những cái điều tốt nhất đến cho người chơi. Còn mọi thứ và mọi sai lầm hay là mọi những cái bị phải thì em Hồng Anh sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong mọi vấn đề. Ở đây thì củ bát cơ bản là vẫn còn zin nguyên từ A đến Z. Gân loa, nón loa, nhện, râu, mọi thứ chuẩn chỉ. Chỉ có rằng là cái phần sát với lại cái phần nhện thì phải được gia cố keo một chút, các bác có thể thấy màu nó hơi sẫm một chút. Còn cái phần giữa màng giấy với lại nhện thì vẫn là zin nhé. Cái phần keo này là keo zin của hãng nhé, chứ em không có động chạm hay là tác động gì. Và tất cả các bác nên nhớ rằng nếu mà có việc gì thì em Hồng Anh là một người miêu tả kỹ nhất, chuẩn nhất và rõ ràng nhất để cho các bác được hiểu hơn và được rõ ràng, trên tinh thần là tối ngủ ngon, không phải lo lắng gì. Cái phần gia cố keo để cho cái màng nó được cứng hơn, đánh nó không bị phè tiếng các bác ạ. Đôi khi có một những cái lỗi rất là nhỏ thôi, nhưng cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh. Còn mọi thứ bây giờ thì đã chuẩn chỉ rồi. Và tất nhiên là nó chẳng ảnh hưởng gì cả, ngoài việc là thẩm mỹ nó không được đẹp thôi. Một chút cái xấu này thôi, nhưng em Hồng Anh đã sẽ phải trả giá và trừ đi rất là nhiều tiền so với lại bình thường.
Còn đây em Hồng Anh vẫn đánh giá là một trong những cặp loa tiếng rất là hay. Đây cho các bác xem bộ phân tần của loa Pháp nhé. Loa cà bát của Pháp rất là chất lượng cho loa chép và loa bát đây. Cũng như rằng là sở hữu một cái bộ cọc loa rất là xịn, quý hiếm. Hàng Pháp xịn. Phân tần cà bát xịn luôn nhé. Đây. Cà bát. Mã số các thứ đầy đủ. Nói chung rằng là hàng của Pháp chuẩn xịn. Sản xuất vào năm 97. Dùng toàn đồ tốt thôi. Các bác có thể thấy nhá. Người em bé nhỏ má hồng yêu ơi, đừng buồn, nhớ lúc chiều pha sắc lạnh. Em nghe tiếng khung trời.
chuẩn chỉnh, chỉ có ở phía đằng sau khuất, chỗ khuất nhất có hơi sứt một xíu thôi. Em Hồng Anh miêu tả kỹ để các bác có thể ra được lựa chọn cho mình nhá. Đó, còn trước bên này thì cũng đẹp, không vấn đề gì. Cơ bản là thùng đã qua sử dụng, cái này còn rất là ok rồi.